những ngôi trường phổ thông ở Huế đặc biệt cỡ nào? Xin chào các bạn nha, Bình Nè đây. Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi thăm hai ngôi trường phổ thông rất là nổi tiếng ở quê mình nè. Còn cụ thể là hai ngôi trường này nổi tiếng vì cái điều gì á thì mình xem tiếp ha. Ngôi trường Quốc học được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1896 và là ngôi trường trung học phổ thông lâu đời thứ ba tại Việt Nam. Từ ngày thành lập tới nay, ngôi trường vẫn giữ được một nét kiến trúc cổ kính cùng với một nước sơn màu đỏ vô cùng bắt mắt và độc đáo. Và cũng chính bởi những cái thiết kế đặc trưng này mà ngôi trường không chỉ thu hút học sinh tới học mà đây còn là một điểm đến rất là thu hút khách du lịch, và thậm chí là những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cũng thường chọn ngôi trường này để làm bối cảnh quay MV ca nhạc, mà tiêu biểu hơn cả chắc là phải kể tới MV Chúng Ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP. Tuy nhiên, sức hút của trường Quốc học không chỉ đến bởi diện mạo bên ngoài mà nó còn đến từ nội lực bên trong của ngôi trường này với thành tích giảng dạy và học tập đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, ngôi trường này đang nắm giữ kỷ lục có tới 5 thí sinh tham gia vào chung kết đường lên đỉnh Olympia và đã có tới 2 người trong số đó trở thành những nhà vô địch. Qua đó, biến ngôi trường này trở thành một trong những ngôi trường sở hữu nhiều nhà vô địch nhất cả nước. Nhìn mấy này tự nhiên nhớ thời học sinh ghê. Không biết có ai giống tôi không nữa. Ui chết, lạc đề. Ngoài những thành tích học tập nói trên, ngôi trường này còn tự hào về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng theo học tại đây vào năm 1908. Chưa dừng lại ở đó, ngôi trường này còn là cái nôi đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước, có thể kể tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, vân vân. Và có một chi tiết nữa mình đã quên nhắc tới từ đầu video, rằng trong quá khứ Quốc học là ngôi trường chỉ dành riêng cho nam sinh. Vậy thì có trường nào dành riêng cho nữ sinh không? Tất nhiên là có rồi, và đó chính là trường Hai Bà Trưng. Hai ngôi trường này thì nằm cách nhau có một con đường nhỏ xíu vậy nè, và nếu như bạn mới tới Huế lần đầu á thì nhìn từ xa bạn sẽ rất là khó phân biệt được đâu là Hai Bà Trưng, đâu là trường Quốc học, bởi vì từ quy mô tới nước sơn á thì hai ngôi trường này gần như là giống nhau ha. Ngôi trường được xây dựng vào ngày 15 tháng 7 năm 1917 và từng được gọi với một cái tên khác là trường Đồng Khánh, dành riêng cho nữ sinh với tà áo dài đồng phục màu tím đậm chất Huế. Và dù rằng ngày nay thì ngôi trường đã đón nhận cả nam sinh vào học, nhưng mà để tiếp nối truyền thống thuở ban xưa thì ngôi trường này có dạy một bộ môn không có trong hệ thống sách giáo khoa luôn, đó chính là bộ môn Công Dung Ngôn Hạnh. Đặc biệt phải không các bạn? Nếu mà nói về thành tích tại đấu trường Olympia thì Hai Bà Trưng không có nổi bật được như trường Quốc học ha. Tuy nhiên thì đây vẫn là một ngôi trường có thành tích giảng dạy và học tập rất là đáng ngưỡng mộ. Chưa kể là ngôi trường này còn rất là đẹp nữa. Nói tới đây cái không hiểu sao hồi xưa bà chị hai mình được học trường này ta. Chắc do bả hên á, chứ bả đâu có chút Công Dung Ngôn Hạnh nào đâu. Có một cái kỷ niệm khi mà tụi mình tới quay ở đây á thì mấy bạn học sinh có tới nói chuyện với tụi mình, nhưng mà là kiểu giận hờn trách móc đồ á. Mấy bạn nói chứ TikToker ra Huế nhiều lắm mà ai cũng quay bên Quốc học không à, không ai qua Hai Bà Trưng quay hết trơn á. Tự nhiên cái mấy bé cũng làm mình áp lực ghê á. Mấy anh chị TikToker có ra Huế nhớ tới đây quay nha, trường này cũng đẹp lắm á.